Hôm nay 27 tháng 1 cũng là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Bính Thân. Với người dân Việt Nam, ngày cuối cùng của năm luôn có ý nghĩa đặc biệt. Trong không khí nhộn nhịp tươi vui, người người nhà nhà cùng hoàn tất những công việc còn lại của năm cũ để đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Ngay từ sáng sớm của ngày cuối năm, các quầy hàng, chợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã bắt đầu nhộn nhịp tấp nập như xua đi cái lạnh của tiết trời Đà Lạt. Phiên chợ cuối năm, hàng hóa được bày bán đa dạng và phong phú để phục vụ người dân mua sắm Tết. Mọi người tranh thủ đi mua sắm các vật dụng để dùng trong những ngày Tết, đặc biệt là để chuẩn bị bữa cơm tất niên, bữa cơm đặc biệt nhất trong năm của mọi gia đình và cũng là nét đẹp văn hóa được gìn giữ từ bao đời nay của người dân đất Việt. Không khí chợ năm nay thì rất là nhộn nhịp. Mình đi chợ thì mình mua bông hoa về chân Tết, mua trái cây về cúng cho bàn thờ gia tiên. Năm mới tới thì mình cũng mong muốn cho gia đình được nhiều sức khỏe. Một trong những điểm đến của nhiều người trong ngày cuối cùng của năm cũ đó là các điểm bán hoa cây cảnh. Con đường ven theo bờ hồ Xuân Hương đang bày bán nhiều loại hoa đẹp để phục vụ người dân đến tham quan và lựa chọn cho mình những chậu hoa ưng ý để trưng trong những ngày Tết đến xuân về. Tuy nhiên năm nay, sức mua hoa Tết có vẻ chậm hơn so với mọi năm. Hôm nay là 30 Tết rồi, thì anh cũng muốn rằng là mình mua may bán đắt. Rồi để cho về gia đình sum vầy. Dưới tiết trời xa lạnh, đào, mai, cúc, quất cảnh cũng khoe sắc tô điểm cho mùa xuân của thành phố Hoa Đà Lạt, khiến không chỉ người dân thành phố mà cả khách du lịch cũng phải dừng bước, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày cuối năm. Năm nay thì không khí Tết của Đà Lạt rất là vui nhộn để đón Tết. Thời tiết thì bắt đầu là se lạnh và nó đang ấm dần lên từng ngày. Ở đây thì đang là trưng bày những cái chậu hoa đang bán ngày Tết, có mai đào ở khắp mọi nơi nhập về. Ngoài ra là có những cây hàng bonsai hoặc là những cây quất rất là đẹp. Cho tới thời điểm này cũng cận Tết rồi mà không hiểu sao tất cả các hàng đều còn rất là nhiều, thì mình mong là mọi người nên ủng hộ cho những người nông dân và những người thương buôn ở đây để trang trí nhà cửa thêm đẹp hơn và mọi người có một cái Tết thật là sung túc và đầm ấm. Ngày 30 Tết, trên các ngã đường dòng người tấp nập, đường phố trang hoàng rực rỡ. Trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc trộn rộn và tươi vui, bao ưu phiền dường như đều gác lại. Mọi người hoàn tất những công việc để chia tay năm cũ, chào đón năm mới với bao niềm vui và hy vọng mới về cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc. Hoa đào, hoa mai và các loại cây cảnh. Số lượng cây cảnh phục vụ cho những ngày này khá lớn, với nhiều chủng loại phù hợp với túi tiền người mua, tạo hình bắt mắt. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ thu hút với những khách hàng mua.